Xin chào và đây là những thước phim của Paradise Run. Nếu như các bạn đã xem video trước thì video trước là video make up, thì tới bây giờ đây là sẽ là video đi chụp hình như mình đã nói trong video trước. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chụp hình ở những địa điểm mà chưa từng ai chụp qua ở dưới đây nhé. Let's go. Na nhìn chị nè nè. Anh Bill á. Đến với địa điểm đầu tiên. Hôm nay không phải địa điểm đầu tiên đâu, nhưng mà mình sẽ chụp demo trước ở đây nha. Đây là cái bức tường trắng mà bình thường mình vẫn hay chụp ở đây. Thôi mình lão quá, mình không quen với mình. Thường thì mỗi khi đi chụp hình thì mình sẽ chụp hình cho nhau, nhưng mà để đảm bảo cái chất lượng hình ảnh của lần này thật là tốt, cái makeup thật là đẹp, thì Bill đã chụp riêng cho mình luôn. Đến với địa điểm đầu tiên, chúng ta sẽ chụp ở một cái cầu Cát Ra. Cầu Cát Ra là đâu? Là cái nơi mà ngày xưa người ta đi toilet đó mọi người. Nhưng mà đã rất lâu về trước rồi, rất lâu rồi. Bây giờ cái mương này chỉ cần để nuôi tôi đứng từ bên kia, tôi chạy qua. Nuôi bèo thôi. Và nó chỉ còn có một chân thôi. Hy vọng là cái video này nó sẽ không chỉ kết thúc tại đây, bởi vì lý do mình sẽ té xuống dưới. Cái mương này nó không sâu lắm, ý là mình cũng biết bơi, nhưng mà mình sẽ không muốn té đâu. Mình sợ quá. Video này sẽ kết thúc đấy, mình té xuống dưới. Tới chỗ khác liền mọi người ơi. Ghê quá. Ôi mình không biết là mình có được những tấm hình ở địa điểm này không được, nhưng mình rất sợ. Nó rất là khó để mà có thể giữ thăng bằng. Mình cũng muốn đi vào đây thử, nhưng mà mình cảm giác nó đóng cửa rồi. Thôi, nên là mình sẽ đứng cạnh đây thôi. Cái công cuộc setup máy quay ở đây khó lắm mọi người. Mình rất là muốn vào trong đó chụp, nhưng mà là cái cửa hôm đó nó bị khóa rồi nên không chụp được. Mình muốn chụp ở những cái chỗ lạ lạ một chút, chứ thường hàng rào thì cũng nhiều người chụp rồi, nhưng mà không có thì đành vậy thôi. Sau khi đứng ở cái chỗ hàng rào đó chụp xong, thì ở bên cạnh mình thấy có một cái cành cây khô, mình cũng tận dụng nó để mình chụp luôn. Và hình lên thì cũng hơi bị được đó nha. Nhìn lên phía trên quay cái đầu. Để qua đây, qua đây. Cái tay này sao? Nào cho tôi leo lên đi, tôi hình dung ra được. Cái tay này nhẹ thôi chứ. Cái tay này nhẹ thôi. Lên hình tạp chí đẹp được đó. Mình vô sạc pin cái điện thoại. Ok. Nhẹ tay được, có thấy gọng. Gọng cái lên con chuột nó kỳ lắm. Ở trên này. Trời. Leo lên được đi rồi chụp. Ừ. Đua lên ép sát người. Ép sát người. Ai mà có ý định thì người mẫu thì nhớ ốm lại nha mọi người. Chứ mình là mình đua không được. 1 2 3 3. Nani? Không phải cao này sao mà
đưa anh đu cây luôn. Cái phần đất chỗ này nó rất là nhiều cỏ luôn, và cỏ cũng cao nữa, nên nếu mà chụp lên mình sẽ tưởng là mình sẽ tưởng là nhìn vào bức hình sẽ giống như là mình đang ở một cánh đồng rất là nhiều cỏ vậy đó. Ui, đoạn này em gái mình chụp hình cho mình cho nên mình phải hướng dẫn rất là nhiều, rất là hoằng luôn đó. Ai mà có em nhỏ chụp cho hay là bất kỳ một người nào mà không giỏi trong cái việc canh góc này kia thì mình phải tự chủ động là người canh góc nha, hướng dẫn người ta kỹ càng. Chụp ở đây luôn, giờ chụp từ cái chụp trở lên cái tay thôi. Đừng lại nữa. Rồi, đứng yên, rồi. Que la mer nous mange le corps, oh, que le ciel nous lave le cœur, oh, je t'aime. Đứng bên này, đứng bên này. Một địa điểm tiếp theo. Vậy là phải qua nhà hàng xóm hả? Mình chả biết đặt tên cho cái chỗ này là cái gì nữa, nhưng mà mình nghe đồn là ở chỗ này có ma đó. Đây còn nhiều chỗ để chụp lắm, nhưng mà chắc mình sẽ để dành cho những bộ đồ sau, những cái make up look sau. Thì cảm ơn các bạn đã xem đến hết video nha. Nhớ like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.